Hello cả nhà nhá. Đấy. Cả nhà nhìn thấy ai đây không? Hôm nay có em Nhung đấy, bạn đến để giúp chị. Hoa tay gọi là tuyệt vời. Giúp chị Tâm hoàn thành nắng hoa để mừng thọ cho thầy chị 100 tuổi. Cô Nhung đấy. Bàn tay cô Nhung đã làm ra, còn thiếu một cái biển con cháu chắc chúc mừng thôi. Đây hoa đây cả nhà ơi, tuyệt vời không? Bó này ra bó nhá, lãng bó ra bó. Thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cô Nhung rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn cô và chúc cô và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn gặp nhiều may mắn. Cô Nhung thì là một người phụ nữ tuyệt vời, giáo viên yêu nghề mến trẻ, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường cấp huyện. Gia đình thì cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, một người con hiếu thảo, không chê vào đâu được. Cô lại còn có cái tài cắm hoa, nhưng mà lâu nay vì công việc bận nên cô đã không còn làm nghề cắm hoa nữa. Hôm nay là vì chị có sự kiện nên là cô đã bỏ công bỏ việc ra để cô mua giúp hoa về cô cắm hộ đây. Nào mời cô quay lên đây để chào khán giả xin. Sao vậy thôi. Tuyệt vời lắm đấy em ơi. Rất là đẹp. Rồi. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều.